nào nữa không? Ui dồi ôi, mẹ làm con tụt hết cả cảm xúc rồi. Vâng, Tết này con về nhà ăn Tết nhá. Thôi thôi, nhà đang yên ổn, mày đừng có về nhá. Thế mày đã có người yêu chưa? Mày có không định lấy vợ à? Ui dồi, tưởng cái chuyện gì. Con có rồi. Chắc chắn là Tết này là bố mẹ sẽ được gặp. Sao ạ? Năm nào mày đã nói thế? Để con gửi hình cho nhá. Đâu, gửi hình ảnh cho xem nào. Con này, tao dặn bao nhiêu lần rồi, không chạy nhảy lung tung cơ mà. Con này. À vâng, đúng là con gái em. Và Tết này cháu nó nghỉ Tết sớm cũng không ai trông, em phải mang lên văn phòng. Thế à? Vâng. Ngồi xuống đây. Bây giờ nhá, ngồi im đây, nghe lời bố, không được chạy nhảy lung tung. Bố đi làm việc, nghe chưa? Chào bố ạ. Do đại biểu Tài Lộc hân hạnh tài trợ chương trình này.